mà chúng ta học một cái bài, tôi sẽ gom lại tất cả một số những cái nó gọi là các kỹ thuật nâng cao, Scratch, để chúng ta có một cái buổi học tổng hợp lại nhé. Một số kỹ thuật nâng cao này. Thì tôi dự kiến hôm nay tôi nói là ý nhất là chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái cách mà chúng ta muốn lập trình để điều khiển chuột ấy nhé. Điều khiển chuột như thế nào cho thật cẩn thận, điều khiển làm sao để chương trình chúng ta có thể nhận biết được các cái thao tác với chuột, ví dụ như khi nào là cái động tác là nháy chuột chẳng hạn, nháy chuột nhé, là di chuyển chuột nhé, di chuyển này. Rồi thao tác là kéo thả chuột. Đây là những cái này. Tất cả những cái này khi chúng ta là có chương trình tương tác cái trò chơi hoặc là phần mềm mà học tập, nhưng rất cần những cái thao tác mà làm việc với chuột đấy nhé. Rồi là nháy đúc chuột. Rất nhiều luôn. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này. Ý thứ hai là tôi sẽ nói về cái ý là về một cái ý là về cái làm cách nào để liên kết được nhiều nhiều dãy. Chúng ta học về list, về dãy số đấy, về dãy sách ấy, thì ở trong Scratch nó chỉ cho phép là chúng ta tạo những cái mảng một chiều thôi, một cái dãy thôi, nhưng mà một cái mảng hai chiều là không có. Làm liên kết được hai cái dãy thì này, chúng ta ý thứ hai là liên kết hai hoặc nhiều dãy nhé. Hoặc nhiều dãy thì như thế nào? Đây là một chuyện rất là khó nhé. Nhưng tôi sẽ đưa một vài ví dụ đơn giản nhất thôi để chúng ta hình dung. Đấy. Thì ra nó là hai cái này. Nếu mà còn thời gian nữa tôi sẽ nói phần thứ ba, phần này hơi khó hơn một chút. Phần này thì nếu mà không nói kịp thì sang đến phần thứ ba của chương trình của chúng ta đấy. Hôm nay là chúng ta hết cái phần là phần thứ hai của chương trình là phần Scratch nâng cao. Sang phần thứ ba là phần về học về gọi là giải toán và làm phần mềm, thì chúng ta cũng có học thêm một số kỹ năng nữa. Mà tôi xin nói cái ý mà tôi muốn nói là cái ý thứ ba, tôi muốn nói là về cái khái niệm địa quy, thủ tục địa quy. Địa quy nhé. Yeah. Thì Scratch nó cho phép là một cái thủ tục, một lệnh có thể chứa chính nó, người ta gọi là địa quy. Thì đây là một khái niệm rất là khó. Và đối với Scratch thì địa quy là như thế nào, khi nào dùng địa quy và nó khó hay không, đây là vấn đề rất là khó luôn. Đây là theo tôi đây là dùng nghĩ là hai sao nghĩ là khó nhé. Đây là một sao. Còn những cái phần ở trên này thì trong tất cả phần trên này thì nó không khó lắm. Tuy nhiên có hai cái phần này là khó hơn cả. Phần này là dễ, phần này là tương đối khó và phần này tương đối khó. Anh tôi nhắc lại một vài ý nhé. Được rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái khái niệm làm thế nào để nhận biết được nháy chuột trước đã nhỉ, sau đó di chuyển chuột sau nhé. Thì đối với nháy chuột ấy, thì rất đơn giản thôi. Thì ở trong Scratch chúng ta chú ý là như sau nhé. Nó có hai lệnh sự kiện. Một, khi chúng ta mà nháy chuột lên một đối tượng ấy, thì chúng ta vào đối tượng đó mà nó có lệnh là trong các lệnh về sự kiện, nó có cái lệnh là nháy chuột này. Đây, khi ta nháy chuột lên một cái nhân vật thì đây, thì cái lệnh này chính là cái lệnh mà gì? Đây chính là cái lệnh mà để nhận biết được khi chúng ta nháy chuột lên một nhân vật trên màn hình, được chưa? Nhưng khi mà chúng ta mà nháy ra bên ngoài thì đây là nháy lên chuột nhá, thì được. Nháy bên ngoài thì sao? Nháy bên ngoài thì cái thằng cái này nó không nhận được,
Đó. Thì chúng ta phải là dùng cái khác, chúng ta phải dùng cái này. Khi nhấn ra ngoài thì chúng ta dùng chúng ta vào cái lệnh đó, nhưng mà trong đối với đốt nhân vật là gì, là sân khấu, chúng ta vào sân khấu nhé, thì có cái lệnh là lệnh này đây này đó. Khi mà nháy lên cái sân khấu thì đây, chú ý nhé. Như vậy đây là cái lệnh là nháy lên, thì khi mà nháy lên một cái một nhân vật. Còn đối với sân khấu, đây là cái lệnh nhận biết được khi nháy lên một cái nháy lên sân khấu ở bên ngoài này, bên ngoài này nhé. Đó. Còn đây là cái lệnh liên quan đến sự kiện. Còn nếu mà chúng ta muốn lập trình ấy thì là cái này. Thì đây chính là cái lệnh mà để mà chúng ta nhận biết được khi nào nhánh chuột, chính là cái này. Chúng ta vào cái sensing và chúng ta dùng cái này này, dùng cái mouse down này. Đấy, cái mouse down chính là cái chỗ mà chúng ta nhận biết được là có nhánh chuột hay là không. Thì đây nó là một cái hàm hay là một cái biến kiểu gì, kiểu hàm, là nó là hay đầu là nhọn. Nhưng vậy cái giá trị này nó đúng hoặc là sai, nếu chúng ta vào nhánh chuột thì nó nhận chỉ đúng, còn không thì là sai. Được chưa? Bây giờ tôi mô phỏng luôn cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi muốn như sau, tôi làm gì như sau này. Khi tôi nháy chuột lên con mèo ấy, thì nó sẽ báo là gì? Mèo nó sẽ thông báo là gì? Là nháy đúng rồi. Khi nháy ra ngoài con mèo, thì mèo sẽ thông báo là nháy sai rồi. Làm thế nào? Làm như bài đầu tiên nhé. Chúng ta làm như vậy, chúng ta kiểm tra lại một chút này. Cái động tác nháy chuột là như sau này. Tổng kết lại nhé. Nháy chuột để phân biệt, một là nháy lên một nhân vật. Đấy. Thì chúng ta dùng cái lệnh là khi nháy lên nhân vật, chúng ta dùng một cái lệnh sự kiện, đúng không nào? Lệnh sự kiện. Đấy. Là when, đúng không? Tôi không nhớ lắm cái tiếng Anh của nó, when gì? When this sprite is clicked, đây này này, đúng không? Đấy. When this sprite nhé, click. Đấy. Còn khi mà nháy lên sân khấu, thì chúng ta dùng cái lệnh khác. Cũng của sự kiện, nhưng mà ở trên sân khấu, đúng không? When state click nhé. Ngoài ra là chúng ta dùng cái ngoài ra khi lập trình ấy, chúng ta có thể bỏ qua cái này mà chúng ta dùng cái lệnh trong cái nhóm sensing, là nhóm cảm biến, là lệnh này nó là mouse down, đúng không? Khi chúng ta nháy chuột thì nó rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cái bài tập đơn giản nhé. Có con mèo này, khi mà nháy chuột lên con mèo thì nó kêu là nháy đúng rồi, còn chúng ta nháy sai, nháy ra ngoài con mèo thì nó sẽ báo là nháy sai rồi. Làm được không? Chúng ta làm thử nhé, bài tập đơn giản như vậy thôi. Đây là con mèo nhé. Xem như sau này, chúng ta không cần cái lệnh, chúng ta cứ để này làm thôi, để này nhé. Khi mà đừng nháy lên con mèo này thì mèo thông báo là đúng rồi. Đây mèo sẽ làm như sau, mèo thông báo, mèo sẽ kêu mèo, và mèo sẽ nói một câu đơn giản là đúng rồi. Mèo sẽ nói một câu như này, đúng rồi, nháy đúng rồi. Viết cho nó hay nhé, nháy đúng rồi. Nháy thôi, nháy thử cho bạn xem này này. Đấy, nháy lên thôi mà. Đấy, được chưa? Nhưng bây giờ khó hơn này. Bây giờ nếu mà tôi nháy ra bên ngoài ấy, thì mèo sẽ phải báo là nháy sai rồi. Thì làm thế nào đây? Thì làm như sau đây, đơn giản như thế này thôi nhé. Khi mà nháy ra ngoài nhé, mèo sẽ kiểm tra xem, khi nháy ra ngoài, mèo kiểm tra xem là cái con chuột nó có va chạm vào con mèo không. Nếu không va chạm thì báo là nháy sai rồi. Đây, chúng ta lập trình trên ở trên stage, trên sân khấu nhé. Đây đó. Khi người dùng nháy lên sân khấu nhé, thì sẽ có một thông báo, gửi cho con mèo biết, thông báo là đã nháy chuột. Được chưa? Đã nháy. Khi đó thì mèo sẽ kiểm tra xem là có chuột
có va chạm vào mình không. Nếu không va chạm thì báo là nháy sai rồi. Còn nếu mà va chạm thì là đúng rồi nha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ gửi một thông điệp như sau. Gửi một thông điệp là đã nháy chuột. Các bạn chú ý nhé, nháy lên sân khấu là khác nhé, nháy lên con mèo là khác. Để gửi một thông điệp là đã nháy chuột ở đây. Gửi thông điệp như sau là đã nháy chuột. Đó. Được rồi. Bây giờ mèo nhá. Mèo sẽ kiểm tra, nếu mà mèo nhận được thông điệp là đã nháy chuột. Đó, đã nháy chuột. Khi đó mèo kiểm tra, nếu như mà khi đó mà con chuột ấy, con trỏ chuột nó không nằm trên con mèo, không va chạm vào mèo thì như vậy suy ra là nó sẽ là sai. Thế làm như sau. Mèo sẽ kiểm tra như này. Mèo lập tức kiểm tra, mèo dùng cái lệnh này để kiểm tra này, if này. Được chưa? Thì cái lệnh mà va chạm là lệnh này, va chạm là cái lệnh sensing này, cảm biến này, lệnh va chạm lệnh này này. Đây. À, tôi đang nhầm. Ở đây là tôi phải sang mèo chứ tôi đang nhầm chỉnh cho sân khấu không được. Đấy, ở đây nhé. Đây cho con mèo đấy. Đây nhé. Nếu mà không va chạm, tức là không, nó không thoát trinh. Đấy. Đấy là nó không thoát trinh con trỏ chuột này. Đó, thấy không nào? Là không va chạm nhé. Tức là khi mà đã nháy rồi, nháy chuột nhưng con trỏ chuột nằm bên ngoài con mèo. Đó, thì cái này nó sẽ vẫn là sai. Khi đó tôi có dùng lệnh gì, tôi dùng cái hàm này, dùng cái lệnh là not if not touching. Đó. Thì thông báo là nháy sai rồi. Nháy sai rồi. Chúng ta có thể thêm vào đây một cái âm thanh hay một tí nhé. Tức là vào đây tôi thêm đây một âm thanh khác đây nhé. Cho nó hay này. Thế là sai nhé. Cái này coi như là sai đi. Kiểu cái này là sai. Nháy sai nhé. Bây giờ tôi lập trình lại chỗ này nhé. Đây. Ở chỗ này nếu mà không thoát trình thì tôi bật cái âm thanh lên. Bật cái âm thanh là nháy sai. Đây. Đó. Tôi chạy thử nhé. Này, tôi chạy thử chương trình này. Bắt đầu này. Đấy, nhìn lên con mèo nó luôn đúng nhất bên ngoài này. Đấy. Sai rồi, được không nào? Ở đây tôi để cho nó để lại một cho nhanh. Một nhé. Sai rồi. Nhìn lên này. Được chưa? Nhưng mà đây là một cái bài đơn giản thôi để mà lập trình, để mà điều nhận biết được khi nào chúng ta nhảy lên sân khấu, khi nào nhảy lên con mèo và chúng ta làm. Bây giờ tôi ghi cái bài là bài hôm nay như này, chúng ta có hình dung nhé. Đây, bài hôm nay là bài 1 là nhảy lên mèo, được chưa? Được rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một trò chơi đơn giản như này nhé. Một cái trò chơi như thế này này. Tôi new một chương trình, tôi làm trò chơi để dựa trên cái vừa nãy bài nãy, tôi sẽ làm một cái chương trình, một cái trò chơi là tập là di chuyển chuột. Cái trò chơi này là dành cho học sinh, dành cho các em bé 4 5 tuổi, 6 tuổi mới vào học ấy, thì các em đó còn chưa thạo gì cả, em tập dây con chuột cho thật chính xác, càng nhanh càng tốt. Thì như sau nhé, đây. Cái làm như sau này. Mà đây tôi làm đi một trình nhé. Con mèo ở đây này, thì cái em bé đó là phải đưa chuột, di chuyển chuột vào đúng con mèo. Được chưa? Di chuyển vào đúng con mèo. Di chuyển chuột vào đúng con mèo. À, cái bài này thì nó nằm trong cái bài này, là cái bài số 2 này, là không phải là nó không nằm trong cái phần là nháy chuột, mà nó nằm ở trong cái phần là tôi lập trình là nháy chuột đấy nhé, nháy chuột đi. Khi mà người chơi là phải nháy lên con mèo này, nháy lên con mèo nó sẽ meo một cái và nó chuyển sang vị trí khác và nó bé lên một tí, được chưa? Và cứ như vậy, người chơi là phải nháy chuột lên con mèo, cho con mèo nó bé dần đi, và chúng ta cho trò chơi này là kéo dài trong để cho con mèo nó giảm dần xuống khoảng sau là 10 bước. Sau 10 bước, sau 10 lần nháy, 10 lần gõ đúng ấy, nháy đúng ấy,
thì mèo nó bé tí lại và coi như thắng. Nhưng vậy trò chơi này nó sẽ đếm thời gian, là chơi càng nhanh càng tốt, được chưa? Ban đầu mèo để ở cái trạng thái là ở giữa màn hình và với cái độ lớn là 100%, và sau mỗi một lần chúng ta giảm đi 10%, giảm 10%. Khi nào mà đến cái độ lớn của con mèo bé tí lại nhỏ hơn 10% thì chúng ta coi như thắng, được chưa? Đấy, chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta cùng nhau làm cái đó nhé. Thì như sau này, bây giờ chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta làm như này, làm thành một trò chơi thôi. Khi bắt đầu chơi nhé, bắt đầu chơi thì con mèo ở giữa đây, bây giờ làm như này. Khi bắt đầu chơi thì con mèo ở đây, khi bắt đầu chơi tôi vào lệnh này này. Đây là làm trò chơi đơn giản nhé, coi như là tập nháy chuột. Ban đầu thì tôi để cho con mèo là gì, để cho mèo nằm ở giữa sân khấu. Đây, con mèo sẽ chạy vào vị trí 0-0 và đặt cho nó kích thước ban đầu của nó là 100%. Đây, đặt kích thước là set size bằng 100%, được chưa? Sau đó thì chúng ta bắt đầu vào trò chơi thì như sau. Đây, chúng ta làm một thể chúng ta làm một lệnh nữa. Chúng ta làm ở đây cho một cái lệnh khác song song với nó ở đây, được chưa? Ở đây như sau này, ở đây sẽ là cái lệnh mà sẽ chờ cho đến khi mà cái kích thước của nó nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 10 thì là coi như thắng, được chưa? Đây, thì tôi làm như sau. Ở đây sẽ có lệnh là gì? Ở đây là cái lệnh là nó sẽ chờ thôi, chờ luôn ở đây nhé. Đây là phải phần chơi này. Tới đây nhé, tới đây này, đây đặt 100% này, sau đây chờ, dùng lệnh là wait. Wait được rồi. Lệnh này nhé. Wait until. Đây. Chúng ta sẽ chờ cho đến khi mà cái con mèo này nó có cái kích thước là nhỏ hơn 10%. Từ 11% đi. Vì ta nên cho nhỏ hơn là 10 lần mà. Nhỏ hơn 10 lần cỡ hay là bao nhiêu lần đó, chúng ta cứ đặt thành hồng là nhỏ hơn 5% đi. Nhỏ hơn 5%, khi nào nhỏ hơn 10 thì là coi như thắng, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau nhé. Cho đến khi nào? Cho đến khi như sau, cho đến khi mà kích thước của con mèo, đây, kích thước của con mèo, đây, nhỏ hơn 10%, 10%. Kích thước của con mèo đo cái nào? Đo bằng cái này, đo bằng cái tham số là size, là cái này, cái size, đấy. Đây là cái tham số mà luôn mô tả, đây là một cái thuộc tính của con mèo, của nhân vật chúng ta, là cái diện tích, cái độ lớn của cái kích thước của con nhân vật của chúng ta. Mặc định của nó là 100%, còn nó sẽ bé dần đi ở đây đó. Khi nó nhỏ hơn 100% là thắng. Sau lần này, sau khi mà nhỏ hơn rồi thì con mèo nó sẽ thắng. Làm như sau, chúng ta sẽ cho tôi mô tả sau nhé. Khi tôi dừng lại và tôi bố là thắng. Đây, tôi làm sau cái này, làm sau cái này nhé. Rồi ở đây nhé, chúng ta luôn luôn chờ. Khi nào mà chúng ta nhấn chuột lên con mèo thì nó sẽ giảm đi 10%. Thì bây giờ chúng ta không dùng cái lệnh rồi không dùng cái lệnh mà sự kiện nữa, mà chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải dùng cái lần để lập trình cho nó dễ. Để sau khi mà thắng thì không chơi, nó sẽ có lệnh dừng chương trình, không chơi nữa. Làm như sau nhé. Chúng ta dùng cảm biến như sau này. Đây này, chúng ta dùng cái lệnh là forever nhé. Kiểm tra này. Nếu mà người dùng nhảy lên con mèo là khi như này, khi như thế nào để nhảy con mèo, khi như sau này, khi là thỏa mãn hai điều kiện, một là nhảy chuột là mouse down, và hai là con mèo này là tiếp xúc với con chảo chuột, coi như thế là đã kích chuột, thì như sau nhất. Đây, chúng ta dùng lệnh if. Đấy. Ở đây nhé, im này. Nếu mà chúng thấy là mouse down, đây nhé, cho đợi bọn chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy mouse down, được chưa? Thì lập tức chúng ta sẽ kiểm tra tiếp xem là mèo có chạm con trò chuột hay không. Nếu có chạm chuột thì chúng ta cho giảm đi. Thực ra có để lệnh lệnh vào để ít, chúng ta cũng ít nữa là lồng nhá. Như vậy là if mouse down và kiểm tra luôn. Nếu mà if cái gì, nếu if mà va chạm phải chuột, nếu mà thắt trên chuột đó, thấy chưa?
nếu như này đồng thời như vậy thì cái này là đồng thời là vừa vừa mouse down vừa thắt trên chuột, tức là gì, chúng ta đã nhấn chuột đến đúng vào mèo rồi, được chưa? Thì sao, thì như thế này thì chúng ta sẽ giảm kích thước của con mèo đi. Đây chúng ta vào lệnh sao, chúng ta vào lệnh lệnh look, và chúng ta dùng lệnh là gì, trên size. Đấy. Trên size by -5%, trừ 5%. Và sau khi trên file này, chúng ta sẽ cho con mèo về chỗ khác. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta cho cái lệnh sau đây, chúng ta sẽ go to lên một vị trí khác, chúng ta dùng lệnh sau đây, dùng cái lệnh là go to nhé, đến một vị trí khác ngẫu nhiên. Đấy, go to luôn đến một vị trí khác, vừa chọn vị trí khác, tôi chọn là tọa độ x thì tọa độ y đây. Tọa độ x thì tôi cho từ trừ đây nhé, x đây là trừ trừ 220 đến 220, còn y là trừ 150, để cho nó đỡ phải xuống dưới quá, mà ở trên này là 150. Đấy, được chưa? Và như vậy thì cứ thế, như vậy là như vậy nhé. Tôi cho nó kêu một tiếng nữa, cho nó kêu một tiếng nữa. Kêu meo một cái nhé, kêu meo một cái nó giảm đi, hẹn được đó. Để tôi thử cho bạn xem như này, cho bạn xem như này, bắt đầu nhất này. Đấy, bé đi đấy, bây giờ. Đấy, được chưa nhé? Khi nó bé lên, khi nó bé đi thì đến lúc đó thì chúng ta sẽ thắng, thì sẽ thắng khi nào? Khi mà nó nhỏ hơn 10% thì chúng ta cho nó thắng, thì người dưa chưa thắng, chúng ta cho dừng chương trình lại. Thế giờ cho thêm một chút nữa cho nó, đây là trừ 170 cho nó chạy thoải mái hơn nhé. 70 rồi. Cho là chuyển tiếp chỗ ở chỗ này nhé. Đây này, chờ cho khi mà x size nhỏ hơn 10% thì chúng ta sẽ set lại size bằng 100%. Đấy. Và thông báo là bạn thắng rồi. Thông báo là bạn thắng rồi. Thắng rồi. Và lập tức dừng chương trình. Chúng ta dùng cái lệnh gì? Chúng ta dùng cái lệnh là stop on để dừng chương trình. Stop on. Được chưa? Để cho bạn thắng rồi, cho nó chờ đi một, cho nó chờ đi thì được, để cho nó tắt tiếp, tắt đi mất mà. Đợi một tí. Bạn thắng rồi ở đây nhé. Mà không cần đâu. Bây giờ tôi muốn cho dừng bên này này, dừng bên này tôi dùng lên này, tôi có để cái này ở đây nhé, bạn thắng rồi ở đây nhé, được chưa? Bạn thắng rồi, và để ta dùng lệnh là stop bên này thôi là đủ. Ta dùng lệnh là stop as a script in sprite, tức là chúng ta làm cho nó đóng gì, dừng lại cái bên này thôi là xong là đủ. Đấy. Bên này bây giờ vẫn để chạy nhé. Mình người dùng nhánh chuột bên ngoài là họ không ăn nữa, được chưa? Nói chúng ta thử nào, chạy thử nhé. Đây bắt đầu chạy thử làm lại từ đầu nhé. Đây là một trò chơi bình thường thôi, nó vui vẻ thôi nhé, rất đơn giản, không có gì là khó cả. Tất nhiên tập nhánh chuột mà càng về sau nó càng khó, nó càng bé dần đi là rất khó. Đấy. Bé tí chưa? Đấy. Bạn thắng rồi nhé. Khi mà nó đã kết thúc là bạn thắng rồi. Bạn cứ để như này mãi. Bây giờ ta bấm không thua nữa. Được chưa? Đấy. Nhưng mà đây là cái trò chơi, gọi là trò chơi là tập chuột nhé. Trò chơi này tôi ghi vào này. Trò chơi này là cái trò chơi tập nháy chuột. Rất đơn giản thôi nhưng mà lại hay. Được chưa? Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ý thứ hai là làm sao mà điều khiển được cái việc là kéo thả chuột. Đây là một cái rất là hay luôn nhé. Khi nào thì chúng ta,
tôi làm bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ tôi cho bài toán như sau nhé, tôi đi một chương trình mới này, được chưa? Bây giờ như này, bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ tôi làm cho tôi cho đây tôi làm quả bóng này nhé, ở đây nhé. Bây giờ tôi làm như sau này, tôi sẽ tập kéo thả cái này vào một cái bát hay một cái gì đó hay là một cái vòng tròn gì đó nhé. Bây giờ làm sao tôi sẽ nêu một cái nêu một cái tôi vẽ một cái vòng tròn ở đây cho các bạn xem nhé. Đây tôi vẽ một cái vòng tròn đấy, được chưa, to chưa, vào giữa đây nhé. Đấy, cái này tôi đặt tên là vòng tròn nhé. Kia là bóng, cái này là vòng tròn nhé, vòng tròn, được chưa? Được rồi, thì như sau này, ban đầu cái này nó để ở đây, cái này nó ở đây, chúng ta sẽ phải dùng chuột chúng ta kéo thả, nháy chuột kéo thả nó vào đây. Nếu mà nó có thả đúng ý, thì là đúng, thì nó kêu pop một cái, con này nó nhảy chỗ khác, chúng ta lại kéo thả nữa. Cứ như vậy, chúng ta tập kéo thả. Như vậy bản chất cái này là chúng ta làm sao chúng ta phải biết được khi nào chúng ta điều khiển cái việc kéo thả này, kéo vào dây chuột đấy, được chưa? Kéo vào dây chuột. Thì trên đây là một thao tác rất là hay và rất nhiều trò chơi chúng ta cần này nhiều lắm các bạn, rất nhiều trò chơi thì chúng ta cần nối đấy, nối rồi kéo thả. Và toán này có rất nhiều cái hay nhé. Ví dụ chúng ta vẽ ở đây, ở trên này là ba con vật, con gà này, con mèo này, con chó này, ở trên này là ba đồ ăn, còn đây là mấy hạt cơm này, một con cá này, một cục xương này. Chúng ta kéo thả con chó đúng với cục xương này, kéo thả con gà và cái hạt cơm này, kéo thả con mèo và con cá thì mới đúng. Còn kéo sai thì là coi như là sai, trò chơi như vậy là sai. Như vậy kéo con vật đó không đúng vào cái trò thức ăn của mình, như vậy là bị sai. Như vậy là bản chất là luyện tập cái thao tác là kéo thả chuột. Khi chúng ta đưa chuột lên một nhân vật, chúng ta bấm giữ và kéo thả thì nó phải đi theo như này này. Đấy. Làm thế nào mà lập trình được cái đó cơ? Nhé, lập trình được. Qua chú ý nhé, ở trên Scratch mà trong màn hình này này thì chúng ta kéo thả với vô tư đúng không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta phóng to này thì không được đâu. Đây. Tôi không thể kéo thả đâu. Đấy, không thể kéo thả được nhé. Đấy. Như vậy là muốn kéo thả trong cái màn hình, trong cái phần chạy, trong cái giao diện chạy của nó thì bắt buộc phải lập trình. Đó, thế như vậy cái đây là phần thứ hai, đây kỹ năng rất quan trọng. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng là chúng ta lập trình để mà nhận biết, để mà điều khiển cái việc kéo thả chuột nha. Như vậy là điều khiển việc kéo thả chuột, kéo thả chuột thì làm như sau. Thì chúng ta phải tạo ra một cái biến tổng thể. Cái biến này nó có ý nghĩa là gì? Nó mô tả cái việc là người dùng đã kéo thả hay là không một cái gì đó trên màn hình. Kéo thả là bấm giữ và dê chuột thì gọi là kéo thả. Cái thao tác kéo thả thì kết thúc khi ta nhả chuột ra, nhả tay ra thì là kết thúc cái thao tác kéo thả. Các bạn chú ý nhé. Thì làm thế nào để biết được? Thì như sau, chúng ta phải tạo biến tổng thể có tên là gì? Tổng thể có cái tên là gì? Có cái tên ví dụ như là drag, dùng từ này nhé. Drag là tiếng Anh là kéo thả. Thì sao mô tả như sau này, cái drag này là biến tổng thể nó bằng 1 nếu mà người dùng đang kéo thả, còn được bằng 0 nếu người dùng không kéo thả. Đấy, thấy chưa? Không kéo thả chuột trên màn hình. Thì chúng ta dùng cái biến như này là cái biến rất quan trọng. Thì dùng cái biến này để chúng ta lập trình được, điều khiển được việc đó. Bây giờ làm như sau nhé. Đây, làm lại bài này nhé. Các bạn chú ý quan sát phần này nhé.
Nhưng mà ban đầu là gì? Ban đầu là ta để con, ta để cái con này ở đây nhé. Đấy, và cái này nó ở đây, được chưa? Như sau này chúng ta sẽ kéo thả, đúng rồi. Nếu mà kéo thả sai thì nó kêu tách một cái sai, và cái bóng nó sẽ quay dần, nó sẽ từ từ nó chạy về vị trí cũ ban đầu ở đây, được chưa? Mà chúng ta phải kéo thả lại. Nếu kéo thả lại vào đúng nhá, nó kêu pop một cái, và cái đó thì cái này nó chuyển về vị trí khác ngẫu nhiên ở đây, và con này nó chuyển về vị trí này, và chúng ta phải làm lại từ đầu. Như vậy chúng ta tập. Đây là cái đồng bên là phần mềm là gì, một trò chơi là tập kéo thả chuột, được chưa? Chúng ta làm như sau này, vào lập trình nhé, và các bạn chú ý quan sát. Quan trọng nhất là khi mà chúng ta lập trình để mô tả, để điều khiển cái việc kéo thả chuột thì như sau. Để tôi làm trước đi, bắt đầu làm như sau nhé. Tôi chỉnh cho con này này, con bao quả bóng trước nhé, quả bóng đây. Thì ban đầu tôi đặt cho nó ở vị trí mà đang về ở bên đó đây, đặt ban đầu vị trí là 160, đây là 0 nhé, ở giữa màn hình đi. Ở đây là một, ở đây cho là 170 đi. Ở đây nhé. Rồi, con này sẽ ở đây, ở một vị trí ngẫu nhiên ở cái khoảng này, từ một nửa đây trở lại đây này, tôi để ở đây. Thì con này làm như sau. Còn với con này nhé, thì như sau. Tôi cho nó vị trí ngẫu nhiên là như sau. Tôi đặt cho nó vị trí ngẫu nhiên, không nhất thiết là phải vào, chỉ biết là một nửa bên trái thôi. Làm như sau nhé. Go to XY này, với XY tôi chọn cho nó ngẫu nhiên. Đây XY đây, XY sẽ chọn ngẫu nhiên từ trừ 220 cho đến vị trí, đây là vị trí là 0, số 0 nhé. Đấy, 0 là một nửa ở bên trái. Còn Y Y thì chạy là từ gì, là từ 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 trừ 170 đến 170, bắt đầu là như thế nhé. Đầu chơi này đấy, nó sẽ lung tung như này, được chưa? Không, để cho nó để đến này quá, để đến là trừ 150 thôi, để cho nó hiện rõ ra để mình quan sát được 150. Đấy, chạy thử nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho con, lập trình để điều khiển con này này. Thì muốn vậy các bạn chú ý nhé, phần nào phần các bạn chú ý quan sát tôi làm để chúng ta cho nhớ, nhìn quan sát một lần và ta nhớ mãi nhé. Đầu tiên chúng ta phải kiểm soát cái biến là biến drag, rất quan trọng. Biến này chúng ta có thể đặt ở bên này, được đặt ở bên biến tổng thể mà quan trọng hệ thống mà. Đặt ở bên sân khấu cũng được nhé. Chúng ta tạo cái biến có tên là drag, rất quan trọng. Biến này để mô tả cái trạng thái, đây cái trạng thái là người dùng có kéo thả hay là không. Được rồi, chúng ta làm như sau nhé. Các bạn chú ý, chúng ta lập trình cho sân khấu này. Đây, khi bắt đầu vào chơi thì sân khấu sẽ luôn luôn là xác định như sau. Đây nhỉ, sân khấu, chúng ta đi sân khấu vào trong một cái vòng lặp vô hạn lần, và sân khấu luôn kiểm tra nhé. Kiểm tra như sau: nếu mà người dùng mà nháy chuột, chúng ta vào cảm biến, nếu mà nháy chuột đây, nếu mà mouse down thì đặt cái biến drag là một, được chưa? Là một, là có kéo thả chuột. Còn nếu mà không không mouse down thì đặt drag bằng không. Đấy, chúng ta đưa vào đây. Đó, cũng rất quan trọng nhé. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng, chỗ này là cái chỗ rất đơn giản thôi, mà chỗ này là chỗ nó điều khiển cái biến tổng thể là biến drag. Cái biến drag này là cái biến mô tả như sau, nhắc lại với các bạn là nó bằng một khi chỉ khi người dùng đang kéo thả chuột, còn bằng không khi chỉ khi là không, nó nhả chuột ra, nó không không có thả nữa. Thì đây là cái phần mà được mô tả trên trên sân khấu hoạt động thôi. Nó dùng để điều khiển tự động cái biến drag. Như lại biến biến drag rất quan trọng nhé. Biến tổng thể có tên là drag, dùng để mô tả cái trạng thái kéo thả chuột của người sử dụng, rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau. Chúng ta sẽ lập trình cho người chơi nhé. Đây, cho người chơi, cho như đây. Đây, ở đây nhé. Đây, thì về như sau này, mỗi khi mà người dùng mà
nhận biết là người dùng mà thấy đây để mô tả như sau. Khi mà người dùng mà nhấn chuột lên con này này và bật câu thả chuột thì chúng ta cho tôi làm như sau. Chúng ta phải điều khiển như sau này. Khi mà đang kéo thả chuột đúng vào con vật này thì như vật này sẽ phải gắn lên với con nhỏ chuột. Đấy. Khi ta nhả tay ra thì nó không gắn nữa. Đấy, như vậy chúng ta phải điều khiển cái bến ráp rất quan trọng nhé. Đấy, làm như sau này, cùng tôi làm nhé, như này nhé. Rồi. Như sau này. Chúng ta lập trình như sau, chúng ta sẽ lập trình đây, nếu người dùng mà nháy chuột lên quả bóng. Đấy. Quả bóng đây và khi đó nếu đây này. Nếu mà người dùng đang kéo thả chuột, tức là nếu như này, nếu mà chúng ta có thể dấu bằng ở đây, nếu như mà có dấu bằng, nếu mà cái drag cái này, biến drag cái này mà là bằng 1 thì chứng tỏ là đang kéo thả chuột. Đó, được chưa? Rất quan trọng nhé. Đang kéo thả chuột, đây là đang kéo thả chuột mà lại nhấn chuột lên như vật này thì xem đó chính là cái động tác kéo thả chuột. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải cho cái nhân vật này gắn liền với con nhỏ chuột và cho đến khi mà drag bằng 0 thì thôi. Chúng ta làm như sau, ta dùng lệnh là gì, là repeat until. Đấy. Repeat until gì? Sẽ lặp lại cái này, repeat until cho đến khi mà drag bằng 0 thì dừng lại. Đấy, bằng 0 thì dừng lại nhé, bằng 0 dừng lại. Khi mà hết kéo thả dừng lại. Đó. Repeat cái này là gì? Là chúng ta gắn liền con cái này với con thỏ chuột. Chúng ta dùng lệnh gì? Dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Là đây, dùng lệnh này rất quan trọng, lệnh là go to luôn gắn với mouse pointer. Đấy. Đây này. Đó, rất quan trọng nhé. Thì khi mà người dùng kéo thả ở đây nhé, kéo thả thì chúng ta phải gắn luôn gắn với cái này. Khi mà dừng lại cái nào, dừng lại khi mà gác bằng không thì dừng lại. Đấy. Được chưa? Và lệnh sau này là lệnh khi mà dừng lại thì như thế nào? Đấy, để tôi kiểm tra các bạn cùng nhau làm nhé. Nếu mà khi đó mà cái con trỏ chuột ấy mà nó ở sát với cái tâm của thật sát với tâm này này. Đấy. Sát với cái vị trí của cái tâm này thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái là nó rất là gần. Coi như vậy là đã câu thả đúng, còn không thì là sai. Nếu sai thì chúng ta phải cho cái này nó di chuyển về vị trí cũ. Thì làm như sau, thì cần dụng thủ các bạn làm như sau nhé. Đây, kiểm tra này, nếu này, chỗ này nhé, nếu một cái khoảng cách rồi lại dùng cái cảm biến là khoảng cách từ tâm của cái nhân vật này đến tâm nhân vật này mà đủ nhỏ thì coi như là đã câu thả đúng, không thì là sai. Đây, nếu nhé. Nếu như này, đây, chúng ta cho cái này vào nhỏ hơn này. Đấy. Nếu mà khoảng cách này, nếu ta vào nếu mà cái đây là cái nó là distance là khoảng cách từ quả bóng đến cái vòng tròn. Đấy, vòng tròn mà nhỏ hơn 5 chẳng hạn thì coi như là nó quá bé nhé. Coi như vậy là nếu mà sau cái lệnh mà khi người dùng mà nhả chuột ra, nếu mà câu thả đúng ý, thì khoảng cách nó phải rất là bé, khoảng 5 chẳng hạn, 5 hay 10 gì đó, 5 để 5 nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra sau. Thì là đúng nhé. Thì kêu pop cái là đúng nhé. Để chúng ta cho một cái kêu pop ở đây. Và chúng ta điều khiển sau. Kêu pop một cái. Hay là kêu đúng rồi đi. Chúng ta có bấm thanh cho nó hay một tí nhé. Chúng ta bóng được cái gì đây? Không, cái này bỏ đi. Chúng ta dùng cái âm thanh cho nó hay đi nhé. Đúng rồi. Chúng ta nhanh như vậy nhé. Đúng rồi. Đấy. Đây là đúng nhé. Đúng. Rồi. Vậy, nếu như là thì là đúng này. Nếu mà khoảng cách này mà khoảng từ từ quả bóng đến vòng tròn nhỏ hơn 5 thì là đúng nhé. Chúng ta làm gì sau? Còn nếu không đúng thì sao? Nếu cái này thì ta phải dùng cái này, nếu mà cái khoảng cách lớn hơn 5 thì là coi như là sai là như sau. Để tôi làm như sau, tôi quên không để chế độ này, đây nó phải là if then else này, nó phải nếu mà như thế này nhá. Đấy. Thì start thì đúng, còn nếu mà sai thì sao? Nếu mà sai, đây là sai này, sai nó kêu pop một cái coi như là sai nhé, kêu pop là sai.
và khi đó bóng nó sẽ chạy dần chạy về phía cũ ban đầu này. Như vậy chúng ta phải có thêm lệnh nữa để mà ghi nhớ cái tọa độ của cột điểm này. Cho làm như sau, chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta tạo ra một cái biến x y nào đó nhé. Đây, tạo cái biến là biến x mô tả trạng thái ban đầu của quả bóng nhé. Mô tả cho thật chuẩn chuẩn xác luôn để các bạn thấy nhé. Nhưng ở đây này, khi mà người dùng mà bắt đầu cấu tạo chuột, chúng ta ghi lại luôn, chúng ta dùng lệnh này ghi ở đây này. Đấy, x gì này, chúng ta kéo dài vào đây này, chúng ta lưu lại hai cái biến tọa độ x y của bóng nhé. Này, của bóng này là chính là x position đây nhé, đây là y position, được chưa? Còn ở tới đây này, nếu mà đây là người dùng mà làm kéo thả là sai thì nó kêu pop là sai, và khi đó quả bóng nó sẽ chạy về chỗ cũ. Dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh này, dùng lệnh là glide to này. Đấy, glide to 1 giây đến vị trí gốc của nó, đến vị trí này ban đầu, đến vị trí là x y, được chưa? Còn nếu mà đúng rồi thì cho con này, con này nó chạy về chỗ khác, chúng ta sẽ dùng cái lệnh gì? Dùng đúng rồi thì chúng ta làm như sau. Đúng rồi, chúng ta cho một cái thông điệp để thằng này biết nhé. Chúng ta gửi một thông điệp là đúng, gửi một thông điệp là đã đúng rồi nhé, đúng là đăng đi, đăng là đã làm xong được một lần nhé, đăng đi. À, cho đề này vào đây. Đấy, đúng và đăng thì cái đèn nó gửi thông điệp sang cho quả bóng vòng tròn sẽ khi nhận được cái thông điệp là đăng thì sẽ di chuyển đến vị trí khác. Đây, chỉ này thôi và lại tiếp tục chơi như vậy. Đấy, chúng ta có thể cho thêm cái lệnh nữa là cho nó lọc đúng 10 lần thì là thắng, sau 1 lần thì là thêm một bảo nữa là nếu mà chúng ta mà di chuyển đúng thì được cộng 1 điểm, còn di chuyển sai thì bị trừ điểm. Đó tùy chúng ta nhé. Chúng ta lập trình thử này, bắt đầu này, kéo thả này, thả ra này, sai, thấy con nào, sai, đúng này, đúng rồi nhảy sang bên này, đúng là mà đúng rồi cũng phải lui về nhé, chứ đây là sai nhé, đúng rồi cũng phải lui về mà nó phải đúng lúc cho nó hơi dở. Chúng ta làm lại như sau, khuyển tất như này nhé. Nếu mà đúng thì chờ ở đây, chờ thêm 1 giây cho nó, 1 phút cho nó hay, chờ thêm ở đây một dùng lệnh là wait 1 giây cho nó hay một tí, được chưa? Đấy, và khi nhận được đăng thì làm thằng này cũng chạy về chỗ cũ. Chúng ta dùng lệnh như sau, sau 1 giây thì cái anh này, cái em có bóng nó sẽ chạy về nhảy về chỗ cũ, sẽ go to x y. Được chưa? Mình chúng ta làm thử làm chuyện này đúng rồi đấy nhé. Bắt đầu này, kéo thả này, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, được chưa? Đúng rồi. Sai này. Đấy, sai. Phải đúng này, cái nó mà giữ đúng này vẫn được này. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Được chưa? Cứ thế thôi. Và sau 10 lần đúng rồi thì là thắng. Đấy, được chưa? Đúng rồi. Được chưa? Vậy tôi làm đơn giản cho các bạn về nhà, các bạn làm tiếp cái trò chơi này nhé. Cái trò chơi này là cái trò chơi mà tập kéo thả chuột mức độ rất đơn giản thôi, nhưng mà ta nhớ nhất ở chỗ này này, rất quan trọng chỗ này nhé. Đây này. If mà rác bằng 1 thì lưu lại cái tọa độ hiện thời và dùng lệnh là repeat until rack bằng 0, là chúng ta phải go to cái nhân vật đó và con trỏ chuột, và sau đó chúng ta, đây là cái lệnh để xử lý là để kéo thả đúng hay là sai, được chưa? Mà hầu hết là dùng cái cảm biến là khoảng cách chúng ta đo, và dùng khoảng cách để kiểm tra xem là cái việc mà di chuyển chuột, kéo thả chuột như vậy là đúng hay sai. Được chưa nào? Nhưng mà đây là một cái bài rất là nhỏ thôi, nhưng rất điển hình, rất quan trọng nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cái bài này.
Đây là cái trò chơi kéo thả chuột nhé. Thì bài này qua cái này có rất nhiều cái ứng dụng khác nhau nhé, rất nhiều trò chơi là dùng kéo thả nhiều lắm ấy. Thực tế các bạn có thể sau này các bạn sẽ làm những các phần mềm khác nhau thì rất rất nhiều trò chơi là sử dụng kỹ thuật kéo thả chuột, kỹ thuật dê chuột này, kỹ thuật nháy chuột này, kỹ thuật kéo thả chuột này đều là kỹ thuật rất quan trọng, và bất cứ một người nào mà bắt đầu vào học chương trình học máy tính thì phải biết. Thì và trong quá trình chúng ta làm các trò chơi, các cái game thì game nào cũng có cái thao tác là rất cần người thao tác là kéo thả chuột, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sang cái tiếp theo, chúng ta sang một cái kỹ thuật thứ ba. Kỹ thuật này là kỹ thuật khó nhất luôn, theo tôi là khó nhất là cái điều khiển, điều khiển nháy đúp chuột. Cái này là khó nhất nhé. Nháy đúp chuột vì sao lại khó? Bởi vì là ở trong Slack nó không có cái, nó không có cái nhận biết được khi nào thì người dùng là nháy đúp chuột. Thế tôi cái chỗ này, đây là một chỗ theo tôi đây là một chỗ là nhược điểm của Scratch ấy. Khi mà những người họ nghĩ ra cái này, họ không nghĩ ra là không nghĩ là cần phải có cái, rất cần đối với trẻ con là rất cần thao tác là nháy đúp chuột rất quan trọng. Nếu chuột là ta nháy nhanh hai lần vào một cái nút trái của chuột thì gọi là nháy đúp chuột. Thậm chí là ở trong trong Scratch còn thiếu, một là nó thiếu cái cảm biến, cái sensing để ta nhận biết được cái nháy đúp chuột, và hai là nó thiếu hẳn cái cảm biến để nhận biết được cái nháy chuột phải cũng không có. Cho nên là một cái điều là cái nhược điểm của cái gọi là cái không được hay lắm của cái Scratch này. Trong đó tất cả các ngôn ngữ khác đều có cái tính năng rất quan trọng là nhận biết được khi nào là nháy đúp chuột, khi nào là kéo nháy, khi nào là nháy chuột phải của chuột. Thằng này không có. Thì nháy đúp chuột thì chúng ta có thể làm mẹo được nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái cách làm mẹo đó thì như sau này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tổng thể. Chúng ta sử dụng một cái biến tổng thể có tên như sau, có tên là double click nhé. Double click là tên như này, hơi dài một tí nhưng mà từ Anh như thế. Cái từ này chính là từ là nháy đúp chuột đấy. Thì cái double click là một biến tổng thể như sau, nó có ý nghĩa hết như vậy nhé. Nghĩa là nếu nó bằng 1, nếu mà người dùng đã hay là vừa mới kích đúp chuột xong, vừa mới kích đúp chuột hay là nháy đúp chuột, và nó bằng 0 nếu mà người dùng không, nếu mà người dùng không kích đúp chuột hay là không có đúp chuột đúng đấy, không kích đúp chuột đúng, chuột đúng, được chưa? Đó thì đó là cái chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý cái này, thì cái chuột này phần khó nhé. Thì hiện nay tôi cùng nhau, chúng ta cùng nhau xử lý như sau nhé. Đây này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập thôi, là chúng ta sẽ nhìn một cái nhé. Đây như này nhé, bây giờ tôi lập trình như sau này. Tôi nhấn nút chuột là con mèo nó sẽ hai chỗ khác, và cứ thế tập thường tôi làm quả bóng này cho nó hay, quả bóng nhé, quả bóng này. Ôi, quả bóng này có quả bóng này đi, quả bóng này đi nhé, đó, quả này tôi bỏ đi này, quả bóng này tôi bỏ, con mèo tôi bỏ đi, được chưa? Đấy, như sau nhé. Bây giờ vì như sau này, quả bóng này nó sẽ nhảy, nó chạy dưới lên và nó bay lên trên như này, bay lên trên từ từ bay trên nó lại hạ xuống, nó lại bay lên, cứ bay trên nó nhảy từ phía dưới lên trên nhé, cứ như vậy. Và chúng ta sẽ phải nháy đúp lên quả bóng, nháy đúp đúng thì quả bóng nó sẽ vỡ ra, còn nháy khác thì vẫn không làm gì cả. Như vậy là phải tập nháy đúp chuột đúng vào quả bóng này nhé. Giờ lập trình như sau, lên trước cho bạn xem nhé. Đây lập trình trước này. Thì ban đầu chúng ta cho quả bóng này nó xuyên ở vị trí gốc, vị trí là 0,0 đi, cho nó nằm ở giữa đi nhé.
Sau đó là quả bóng sẽ bắt đầu liên tục là bay lên trên với vận tốc nhỏ nhỏ thôi để cho chúng ta dễ 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 kiểm tra. Khi lên trên thì nó sẽ gì? Nó sẽ chạy lại phía dưới và lại cứ thế nó di chuyển chậm chậm. Như sau này, chúng ta dùng cái lệnh là lặp là vô hạn này. Quả bóng sẽ liên tục là di chuyển lên trên, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là như sau. Dùng cái lệnh là chuyên y. Trên y bay 5 chẳng hạn cho nó nhỏ nhỏ. Được chưa? Khi mà nó mà nếu ở đây nếu nhé, nhưng tọa độ y của nó mà vượt lên 180 thì sẽ đặt lại. Đây, nếu mà cái tọa độ y mà lớn hơn 180, ta để ở đây nhé, 180 là đỉnh đỉnh phía trên của màn hình đấy. Nếu mà tọa độ y của nó mà lớn 180 đây y, thì chúng ta đặt lại nhé. Chúng ta đặt lại như sau, chúng ta gấu thu dưới cho nó thoải mái đấy. Chúng ta đặt lại như sau là go to x làm cái số ngẫu nhiên từ bên phải sang bên trái. Đây, x là một số ngẫu nhiên từ trừ trừ 220 đến 220. Còn y chúng ta đặt lại nó là bằng là trừ 180 ở phía dưới đi, trừ 180, và cứ như vậy liên tục như vậy nhé. Đấy, cho chạy thử này. Nó sẽ chạy bay từ 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 dưới lên trên, được chưa? Cứ như vậy. Bảo chúng ta phải nháy nháy đúc chuột đúng lên lên quả bóng này. Nhưng mà nháy đúc chuột đúng ấy thì sao? Thì khi đó chúng ta sẽ cho bóng nó vỡ ra và sẽ nó sẽ sẽ ở chỗ khác, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi làm như sau này. Cái này hơi khó nhá. Chúng ta phải tạo ra một cái biến có tên là double click. Bây giờ tôi làm sẵn rồi, bây giờ tôi mở cho bạn xem nhé. Đây tôi mở một cái, tôi có sẵn một cái sprite để chúng ta hình dung. Đây một cái sprite này. Sẵn sẵn đây nhé, tôi mở sẵn đây rồi. Đây, bây giờ tôi copy cái này sang sang sân khấu nhé. Sân khấu sẽ là nơi mà điều khiển cái này. Đấy. Như sau nhá. Bây giờ tôi vào, chúng ta sang sân khấu đây. Sân khấu là hai cái này nhé. Đây. Thì đây chính là cái phần các bạn sẽ phải chụp lại và ghi lại cẩn thận cái này nhé. Đấy. Chúng ta sẽ phải tạo ra như sau, các bạn sẽ phải tạo ra là ba cái biến rất quan trọng. Một cái biến là gì? Là T1, biến là T2, một biến là double click. Chúng ta chú ý cái này nhé. Đấy. Thì như vậy là ba cái biến này nó dùng để mô tả cái trạng thái của cái rất quan trọng. Thì đây cái đây các bạn chú ý nhé. Ban đầu thì đặt là T1 bằng 0, T2 bằng 1 và double click bằng 0. Luôn luôn là nó bằng 0 nhé. Còn khi mà này khi mà mouse down, khi người dùng nháy chuột lên bất kỳ ở vị trí nào ở trên màn hình ấy, thì chúng ta nếu mà T1 bằng 0, chúng ta đặt lại, chúng ta dùng cái timer để chúng ta đặt nhé. Đặt lại mà T1 bằng timer này và sau 0,1 giây ấy, tức là gì? Người thích là kích đúp chuột, tức là người dùng nháy nháy hai lần chuột, nháy hai lần chuột liên tiếp và với cái thời gian cách nhau không quá 0,1 giây. Để tôi đề nghị như vậy nhé. Cái này các bạn có thể tăng lên một chút tùy các bạn nhé, nhưng mà đối với tôi làm nhiều tôi để 0,1 giây là hợp lý. Còn có thể nhỏ hơn một chút hoặc to hơn một chút cũng được, nhưng mà để máy tính nhận được. Như vậy đối với bài tập này nhé, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tổng thể là tên là double click, và với cái lệnh này này, với cái gì này, thì chương trình nó sẽ làm như sau. Nó sẽ kiểm soát được là gì? Nếu chúng ta nháy hai lần kích đúp chuột hai lần liên tiếp mà cách nhau 0,1 giây thì chúng ta nó đặt ngay là double click bằng bằng một. Như này. Thì chúng ta nhé. Thì ban đầu là nháy chuột lên là nháy chuột lần đầu nhé. Đặt T1 là cái thời điểm thời gian mà chúng ta nhấn chuột lần đầu, sau đó là chờ 0,1 giây và đợi cái nhấn chuột lần thứ hai nhé. Nếu mà nhấn chuột lần thứ hai mà thỏa mãn như sau, thỏa mãn là gì? Thỏa mãn như sau, thỏa mãn cái điều này này, đấy, mãn cái điều là T2, nhưng mà T2 trừ T1 mà lớn 0,1 giây mà nhỏ không phải này 0,5 giây, tức là gì?
Tức là cái thời gian mà người dùng mà nháy nháy đúc chuột giữa hai lần nháy chuột phải là lớn 0,1 và nhỏ 0,5 thì là chúng ta quy định đó chính là gì? Đó chính là cái thao tác là nháy đúc chuột. Đặt là double click bằng bằng 1. Được chưa? Đấy thôi. Là đã nháy chuột, được chưa? Đấy, thì đó là trên đây chính là cái đó là đoạn chương trình để mô tả cái đó nhé. Là đã nháy chuột rồi, rất quan trọng. Cái phần này phần đã chuẩn rồi, các bạn cứ thế mà chép vào thôi nhé. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái trình này để các bạn nhớ, các bạn lưu khi mà ta làm rồi. Như vậy chúng ta làm rồi nhé. Như vậy cái file cái tệp này này, cái tệp này là cái tệp mà cái nhân vật này, nhân vật lưu cái này chúng ta không cần nữa, chúng ta xóa đi. Được chưa? Rồi bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi làm như sau nhé. Như vậy là chỉ nháy đúc chuột thôi. Thì nhưng mà vấn đề là phải nhấn nút chuột lên bóng nữa cơ. Bây giờ tôi làm thử cho bạn xem nhé. Này, tôi làm thử cho bạn xem một đoạn chương trình là gì? Là nhấn nút chuột lên trên màn hình ấy là nó tôi báo là đúng rồi nhé. Nó kêu pop một cái, thử bạn xem nhé. Đây. Tôi lập trình như sau này để chuẩn để chứng tỏ rằng đây là một chương trình đúng này. Chỉ luôn ở đây nhé. Đây nhé, tôi làm thử cho bạn xem một cái trình như này để các bạn thấy nhé. Đây. Nếu mà chúng ta thấy nhé, nên này. Đây nhé, nếu mà double click nhé, bằng 1 nhé. Đây, nếu như sau nhé. Đâu nhỉ, đây. Nếu mà đáp bằng click bằng 1 là chúng ta là đạt là nhận chuột đúng nhé. Thì chúng ta sẽ kêu pop một cái và chúng ta đặt lại nó bằng 0 nhé. Đây cho các bạn xem thử. Cho nó kêu pop một cái nhé. Đây. Kêu pop một cái. Và sau đó đặt lại. Đây tôi chưa đặt lại. Đặt lại cái này bằng 0. Đấy. Thử xem bạn xem nhé, thử cho bạn xem đúng cái đó nữa. Chưa được kêu à? Đã chạy chưa? Chạy rồi đúng không? Đây nhé. Forever nhé. Không được kêu gì cả nhỉ. Để kiểm tra nhé. Hãy thử tăng thời gian lên rồi thử lại đi thôi. Để một chút nhé. Để thế là vừa rồi đấy, không tôi kiểm tra lại xem có đúng không, cái trình nó có đúng không nhé. Tôi kiểm tra lại cái này, nó nâng đỡ sân khấu mà. Hoàn toàn đúng, không gì sai đâu. Ai thấy ấm chậm quá? Không. À, chưa bấm cái này. Chưa bấm cái này. Thảo nào. Nên mà chạy thì mới đúng nhé. Đấy. Đấy, đúng rồi đấy nhé. Đấy. Cái đấy nó phải chạy, chỉ phải đang chạy thì mới được cái nhé. Đấy. Được rồi. Như vậy là cái nền này biết được là chúng ta đang nhanh chuột. Nhưng vấn đề mình chúng ta phải lập trình là nhanh chuột lên đúng cái này cơ. Thì mới được nhé. Thì làm như sau này. Thì cái này hơi mẹ một tí, chúng ta phải chịu khó làm, chịu khó chúng ta quan sát nhé. Như vậy là phải nhanh đúng lên vật như vật đó thì mới được. Thì làm như sau này. Đây. Như vậy là nhanh đúng khi nào? Nhanh đúng khi mà chúng ta phải đồng thời là vừa nhanh đúc chuột mà là vừa nháy lên con vật, nháy lên cái này nhé, vừa nháy lên cái con vật này, cái hình như này, đấy, cái bóng này thì mới được nhé. Thì làm như sau này, đây bây giờ cho nhỏ lại nhé, đây khó một chút nhá, bìa cái này đây lập trình cho cái này, đây, bìa cái này tôi không cần nữa, tôi bỏ đi nhá, cái này không cần này, đấy. Được rồi, mình làm như sau nhé, đây, tôi làm như sau. Nếu mà nháy đúc chuột nha.
Đây nhé. Khi mà tôi như vậy là vừa nhánh đúc được cái này mà đồng thời lại phải có ấy, là phải có nhánh đúc chuột nhé, thì tôi làm như sau. Nếu nhánh đúc lên cái này nhé, thì tôi làm kiểm tra như sau. Tôi làm thử một cái này nhé. Đây tôi làm như thế này. Nếu kiểm tra luôn, nếu mà vừa nhánh lên chuột lên con vật này mà là vừa nhánh đúc chuột thì mới đúng nhá. Thì tôi để như thế này. Đây, cái này là một nhá, cái này là một này. Nó là cái biến này đây, bằng một đó. Thì tôi thì đúng ra thì tôi mới kêu pop một cái nhá. Tôi cho kêu pop một cái và tôi cho cái bóng nó mất đi, nó vỡ ra và nó hiện ở chỗ khác nhé. Đấy, cái bóng nó sẽ ẩn đi, hiện ở chỗ khác đây, và cái bóng nó sẽ ẩn đi, đây nó sẽ ẩn đi trong khoảng 1 giây. Đây, tức là cái lệnh này nhé, lúc này, và nó sẽ ẩn đi, nó sẽ ẩn đi. Sau đó là chờ 1 giây sau nó sẽ quay lại. Chờ 1 giây sau nó sẽ ẩn, nó sẽ hiện ra lại ở một vị trí khác. Đây vị trí là ở vị trí khác là ở đây nhé. Đây tôi đặt nó như này. Đấy. Và tôi cho nó vị trí khác và cho nó hiện ra. Đây. Show ở đây nhé. Đấy. Tôi thử nhé, xong được không nhé? Mình tôi thử cái chương trình mới chúng ta này. Vậy là nếu mà vừa phải là nháy lên con vật đó mà là vừa phải đắp bằng click thì mới được nhé. Này. Đấy. Đấy nhé. Nháy một lần thì không được nhé. Đấy nhé, thử là không được, phải nháy 2 lần. Khó phép, hơi chậm. Ngon lắm. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, được chưa? Đó thì như vậy tôi vừa mới làm xong chương trình, dù nó một đơn giản thôi. Nó chưa phải là cái gì nó phức tạp, nhưng mà cũng rất là khó rồi đấy nhá. Cũng rất là, bài này là tương đối khó rồi, chúng ta chú ý. Chúng ta chú ý nhá. Đấy. Bây chúng ta lưu cái này là thành trò chơi, là trò chơi làm trò chơi nháy đúc chuột. Nháy đúp chuột nha. Chuột. Gọi là một đi nhé. Cái này nó có một nhược điểm là gì? Có một nhược điểm là khi mà chúng ta muốn dừng trò chơi thì không được, không muốn chạy, vì thằng này nó chạy liên tục mà. Thế bây giờ muốn dừng thì phải làm thế nào? Muốn dừng chỗ này là muốn dừng thì có cái nào để mà dừng được không? Là chúng ta chơi đúng, là chúng ta cho nó đúng 20 lần là dừng lại, thì chúng ta không lập trình bằng lệnh này nữa, chúng ta dùng lập trình khác thì làm cái nào còn được không? Thì cách thứ hai nhé, cái hay khó hơn là chúng ta lập trình để điều khiển nháy, điều khiển không phải bằng cái không dùng trực tiếp ở vị trí như ở đây, mà chúng ta phải làm cách khác, dùng cái lập trình bình thường thôi thì có được không? Được, tôi làm như sau mới được nhé. Cách là cách 1, cách 2 tôi làm như sau này. Vẫn làm cái bài này nhé, tôi làm cách 2. Cách 2 là tôi sẽ lập trình như sau, khó hơn một chút nhé. Thế thì các bạn chú quan sát cách thứ 2 là cách là dùng lập trình thuần túy. Tức là chúng ta làm như sau, chúng ta phải cho một cái vòng như thế này. Ở đây nhé, chúng ta để ở đây đi nhé. Và chúng ta sẽ ở đây nhé, mà chúng ta sẽ làm thế nào để biết được rằng là người dùng nhấn đúc chuột lên đúng cái con này, dùng lệnh này này, dùng lập trình là forever thôi. Đấy. Làm được thì cách thứ hai như sau nhé. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái biến thứ hai nữa, cái biến double click là cái biến chỉ để mô tả là đã nháy đúc chuột, nhưng mà cái biến thứ hai để mô tả là đã nháy đúng lên con vật này, được chưa? Thì cái biến thứ hai tôi đặt tên là biến thứ hai như sau. Biến thứ hai làm như sau, tôi đặt cái biến thứ hai nó có tên là gì? Nó có tên là
nháy đúng đi, tiếng Việt cho nó nháy đúng. Nháy đúng. Được chưa? Thì mình nháy đúng này thì nháy đúng là một đấy nha. Yeah. Một thì là nháy đúng, còn bằng bằng không thì không nháy đúng. Vậy ban đầu tôi cho cái nháy đúng là bao nhiêu? Ban đầu tôi cho cái nháy đúng là bằng không. Bằng không. Mà tôi để ở đây. Để ở đây trên đầu rồi. Đấy. Được chưa nhé? Thế thì ở đây này. Ở đây tôi phải bỏ cái này ra, tôi không dùng ở đây nữa, tôi phải làm cái khác nhé. Cái chỗ này tôi chỉ muốn tôi đưa cái này vào chỗ này thôi. Thì làm như sau nhé. Ở đây nhé, người dùng mà nháy chuột lên đúng chỗ này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt lại là chúng ta đặt ngay cái biến là nháy đúng bằng 1. Bằng 1. Và cho nó chờ một thời gian theo đúng ý, vì nó phải chờ khi người ta nháy đúng 2 lần mà. Chúng ta nhớ lại là trong cái phần lập trình về điều khiển nháy đúng chuột ấy, chúng ta chờ cho nó được phép là khoảng cách giữa hai cái lần nháy đúng hai lần nháy chuột là 0,5 giây. Ở đây chúng ta sẽ phải cho nó chờ đúng 0,5 giây nữa. Đây, chúng ta lập trình như này. Ở đây nhé, nháy đúng đặt bằng 1 khi người dùng nháy lên cái vật này. Và sau chúng ta chờ, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là wait. Wait 0,5 giây. Wait. 0,5 giây, nếu mà 0,5 giây nữa mà cũng không có ai không nháy lần nữa như vậy là sai. Mà chúng ta đặt lại cái biến đó bằng bằng 0. Đặt lại cái biến nháy đúng bằng 0. Đấy. Vậy là sau 5 giây mà không nháy nữa thì đặt lại bằng 0, được chưa? Được rồi. Bây giờ như sau này. Bây giờ là phải như sau. Bây giờ chỗ này nhá, chỗ này này. Đấy. Ở đây là nếu mà nháy đúng chuột là phải cái này bằng 1, đồng thời cái này bằng 1 cơ. Tôi làm như sau. Mình cũng phải đưa cái này vào đây này, điều khiển bằng cái này nhé. Đó. Nhưng mà phải sửa chỗ này một chút này. Sửa chỗ này là một cái phép và nữa này. Và như vậy là đồng thời cái này là bằng 1 nhé. Đồng thời cái biến này cũng phải bằng 1. Nháy đúng nhưng lại vừa nháy đúp lại nháy đúng, vừa nháy đúp chuột, vừa nháy đúng thì mới là đúng, thì mới là đúng. Đó. Mà cái này tôi đưa vào một cái vòng lặp forever, lập trình bình thường. Nhá. Lúc nãy chúng ta lập trình xung quanh sự kiện, còn bây giờ chúng ta lập trình không hô sự kiện mà cho vào vòng chương trình. Đấy, cái hai rất hay nhé, cái này là cách rất quan trọng, cái này là cách mà dùng cho những phần mềm làm nghiêm chỉnh thì ta phải dùng cách này. Nhưng vẫn phải qua cái này một chút nhé, vẫn phải qua cái này một chút. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại đúng không nào, ta kiểm tra nhé. Ui, khó phết đấy. Nào. Tôi cho nhanh quá, tôi cho đứng lại đi, nhanh quá. Tôi nhanh quá, tôi để chậm thôi, để cái này chạy trong 2 đây nhé. Chúng ta sẽ... Đấy, được rồi đấy. Đấy, được rồi đấy. Có nghe được nhé. Vì thời gian chạy, thời gian chỉ 0,5 giây thôi, nhưng mà rất rất nhanh. Nháy nó không đúng là nó không tính được. Đó. Đấy, được rồi đấy. Được chưa? Nhưng mà đây là trò chơi, vẫn trò chơi đó. Nhưng mà cách hai chúng ta điều khiển thông qua cái vòng lặp này, thông qua cái lập trình bình thường thì nó hay hơn. Mà nó dễ hơn, nó gọi là nó bài bản hơn là cách lúc nãy nhé. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ ly cái này. Đây là trò chơi nháy đúp chuột cách số 2. Cách 2 nhé. Cách 2. Được chưa? Đấy. Thì về các bài tập về nháy đúp chuột cũng rất là nhiều nhé. Rất là nhiều và rất nhiều trò chơi cần cái này. Các bạn có thể... Tôi cho các bạn làm thêm các bài tập nữa liên quan việc xử lý những cái trò chơi liên quan đến nháy đúc chuột hay kéo thả chuột nhé. Như vậy là xong cái phần đầu tiên của mình, tôi muốn nói là cái phần điều khiển chuột. Bây giờ tôi sang cái phần thứ hai một chút thôi. Phần thứ hai là như sau. Phần thứ hai tôi muốn nói về làm thế nào chúng ta có thể kết nối được hai cái dãy với nhau, hai cái dãy số với nhau, hai cái dãy. Khi chúng ta có những dữ liệu mà nó quan trọng hơn thì làm thế nào để mà liên hệ giữa các dãy với nhau được. Rất nhiều bài toán là phải không chỉ có một dãy dữ liệu mà phải có nhiều dãy dữ liệu cơ. Thì tôi mô tả các bạn xem nhé. Như vậy cái ý thứ hai là chúng ta sẽ học sang cái phần tiếp theo là thiết lập quan hệ giữa nhiều nhiều dãy. Bị cái gì ở đây nhỉ? Thầy dẫn ra cái này.
Này cái gì ở đây nó có ra đây nhỉ? Nó chưa xóa được. Bấm vào cái gì đó nó bị cái này các bạn ạ. Từ từ chút nha. Nó bị lỗi cái gì đó mà không nhìn nào hiểu nổi. Càng ngày nó càng ra nhiều cái số này. Để tôi một chút. Bấm nhầm cái gì đó đấy. Tôi xóa sau nhé, tôi cứ để tôi không hiểu sao nó ra đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái bài toán mà liên quan đến nhiều đến cái quan hệ. Dãy nhiều dãy. Nhiều dãy. Được chưa? Thì cái cách thứ nhất mà nó hay có nhất là cái quan hệ nó gọi là quan hệ 1-1. Quan hệ 1-1. Tức là khi chúng ta có nhiều nhiều dữ liệu quá thì một dãy nó không đủ để chúng ta mô tả cái thông số mà chúng ta cần 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 nhiều dãy. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Ví dụ chúng ta có một cái danh sách học sinh trong lớp, một cái danh sách học sinh trong lớp này, danh sách học sinh trong lớp này. Trong lớp này. Chúng ta cần hai tham số, một là họ tên và hai là lớp lớp được chưa? Thì chúng ta làm hai cái bảng. Bảng thứ nhất là dãy thứ nhất nhé, thì dãy thứ nhất là mô tả tên học sinh, còn dãy thứ hai thì mô tả lớp của học sinh. Đây, dãy thứ nhất đây nhé là tên, ví dụ như là Hà, tên thứ hai là Bình, mình thứ ba thì là Oanh, mình thứ tư thì là Tú, ví dụ như vậy nhé. Và lập cái dãy thứ hai là mô tả cái lớp học của người đó. Ví dụ như là Hà lớp là 5A, còn Bình là lớp là 10C, Oanh là lớp 11G, mình thấy là Tú là lớp 6C. Được chưa? Như vậy là con này gọi con này một một cái phần tử thứ y của hàng thứ cửa hàng thứ của dãy của cái bảng thứ nhất tương ứng với phần tử thứ y của bảng thứ hai. Cái này thì rất rất dễ đúng không ạ? Chúng ta làm rất đơn giản. Như vậy cái này có thể có nhiều bảng, có nhiều dãy, có thể cả dãy tương đương nhau. Khi chúng ta có một cái bộ dữ liệu mà nó có nhiều dữ liệu liên quan đến nhau đấy, họ tên này, rồi lớp, rồi năm sinh, rồi ngày sinh, rồi là quê quán vân vân, đó là rất nhiều dữ liệu. Vì ở trong Scratch thì nó chỉ có một cái bảng, là bảng có một cái dãy dãy là một cái mảng một chiều thôi, cho nên không được, trong một cái mảng đó không thể ghi được hai dữ liệu vào một cái hai dữ liệu song song vào một cái mảng. Chúng ta phải dùng nhiều mảng, được chưa? Các mảng đó phải có cái độ dài là bằng nhau, và cái phân tử vì ta có cái bảng bảng A này, bảng B, bảng C thì phân tử từ AI nó tương ứng với phân tử từ BI, tương ứng với nhau, tương ứng với phân tử CI. Đấy, thì cái này là được chưa? Thì như vậy ở trong Scratch là chúng ta bắt buộc phải dùng nhiều bảng, dùng nhiều dãy. Trong khi đó thì các cái ngôn ngữ lập trình khác như là C hay là Pascal, là Python, nó cho phép là dùng là một khai báo một cái mảng, là mảng mảng nhiều chiều, mảng một chiều, hai chiều, ba chiều, chúng ta vô tư tạo một cái bảng như vậy thì rất hay. Như vậy đối với ngôn ngữ lập trình bậc cao rất là dễ, nhưng với Scratch nó đơn giản hơn, thì bắt buộc chúng ta phải làm như vậy nhé. Cách thứ nhất là cách là quan hệ là 1-1 thì dễ, phần này là dễ thôi, nhưng mà chúng ta phải tạo nhiều bảng, nhiều dãy, sẽ là nhiều dãy đúng không, nhiều bảng, nhiều dãy, các dãy có thể quan hệ với nhau là 1-1, phần tử thứ y của dãy thứ nhất tướng phần tử thứ y của dãy thứ hai, và như vậy với phần dãy thứ ba, dãy thứ tư, dãy thứ năm có quan hệ với nhau mà chúng ta muốn lưu trữ, được chưa? Đấy. Là họ tên này, quê quán này, địa chỉ vân vân, hay là nhiều thứ khác nữa nhé. Bây giờ sang loại thứ hai khó hơn, cái thứ hai chúng ta quan tâm hơn. Cái thứ hai là quan hệ không phải quan hệ 1-1 nha, quan hệ phức tạp hơn nhé,
quan hệ phức tạp hơn. Thì trong nhóm thứ hai này mới là cái mà chúng ta rất hay sử dụng, cái quan thứ hai này mà thực tế chúng ta rất hay sử dụng. Bây giờ tôi mô tả một cái nhé. Bây giờ tôi mô tả một cái bài tập đơn giản như sau. Bây giờ sử chúng ta có một cái tham số, cái bảng đầu tiên là mô tả tên các cái tỉnh thành phố ở Việt Nam, được chưa? Đây cái bài tập liên quan đến học về địa lý đây nhé. Đây có rất nhiều tỉnh, các bạn có thể ghi bất kỳ một cái tỉnh đó đây nhé. Đây là Hà Nội nhé. Đây là Quảng Bình nhé. Đây là Nghệ An nhé. Ở đây là Cần Thơ nhé. Ở đây là Vũng Tàu nhé, Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Tôi lấy ví dụ như vậy đây. Và đây là cái đây gì? Cái bảng 1 là danh sách các cái tỉnh thành phố của Việt Nam. Cái bảng thứ hai là mô tả một dữ liệu khác, mô tả liên quan đến các miền, vùng miền địa lý nhé. Thì ở Việt Nam mình chỉ có 3 miền thôi, là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đấy, được chưa? Đây là 1, đây là 2, đây là 3. Đây là 1, 2, 3, N nhé. Thì làm nào liên hệ giữa các tỉnh và các miền, làm cách nào? Đó. Thì trong trường này chúng ta bắt buộc phải làm như sau. Chúng ta phải tạo ra một cái dãy phụ nữa, bổ sung vào cái dãy tỉnh để mô tả khái niệm, là mô tả cái thông tin miền, vùng miền của tỉnh đó. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm một cái dãy thứ hai mô tả cái vùng miền nhé, gọi là ID miền ở đây nhé, ví dụ thế nhé. Và đây chỉ thể ghi là Hà Nội là 1 là miền Bắc, Quảng Bình 2 là miền Trung, Nghệ An 2 là miền Trung, Cần Thơ là 3 là miền Nam và Vũng Tàu là 3 là miền Nam. Đấy. Thật ra nếu mà giả sử không có cái miền này thì chúng ta có thể ở cái dòng thứ hai chúng ta ghi đây là Hà Nội là ghi đây là miền Bắc, Quảng Bình ghi là miền Trung, Nghệ An ghi là miền Trung, Cần Thơ ghi là miền Nam, Vũng Tàu ghi miền Nam. Nhưng mà là như vậy thì sẽ tốn rất nhiều bộ nhớ, rất nhiều cái Hà Nội trùng nhau, rất nhiều cái miền Bắc trùng nhau, rất nhiều miền Trung trùng nhau, và như vậy nó cũng không thuận tiện. Thì chúng ta ghi là 1, 2, 3 cho nó dễ, được chưa? Như vậy cái là như sau này. Như vậy là cái bảng danh sách 1, danh sách tỉnh và ID miền này là có quan hệ 1-1 với nhau. 1-1 đúng không? 1-1, được quan hệ là 1-1. Còn ở đây, miền 1 ứng với anh này, 2 ứng với anh này, 2 đây, đấy, 3 ứng với anh này. Thì quan hệ là 1 nhiều, đây là quan hệ của quan hệ là N1 nhé. Tức hiệu là 1N, là quan hệ là 1 nhiều. Một cái ID miền có thể ứng với là một cái miền ở đây ứng với nhiều cái ID miền ở bên này. Và như vậy chúng ta có thể biết cái Hà Nội chỉ vào đây, chỉ sang đây, biết ngay nó là miền miền nào. Quảng Bình ở đây miền nào, Nghệ An là miền nào, Cần Thơ là miền nào, Vũng Tàu là miền nào. Được chưa? Và bây giờ chúng ta có thể viết chương trình để chúng ta làm cái đó. Như vậy trường hợp mà có nhiều cái dãy mà có quan hệ với nhau mà quan hệ là phức tạp thì chúng ta phải tạo thêm những cái dãy phụ rất quan trọng, lưu biến phụ mà để tạo ra quan hệ là 1N giữa các dãy với nhau. Bạn chú ý nhé, đây là cái phần rất quan trọng. Cái này đối với người lớn ấy, đối với học sinh cấp 3 trở lên thì rất là dễ dàng, nhưng với học sinh cấp 1, cấp 2 là tương đối khó, thì các bạn phải chú ý. Bây giờ tôi sẽ thông qua làm một bài tập cụ thể để thấy ngay đấy nhé. Bây giờ chúng ta có một cái sách các cái tỉnh, thành phố và vùng miền, một cái bài tập kiểm tra cho học sinh. Bây giờ cô giáo sẽ xin ngẫu nhiên một thành phố, cô giáo nói là theo em tỉnh Hà Tĩnh thuộc miền nào, em nó phải gõ là hoặc là 1, 2 hoặc 3, gõ 1 thì là miền Bắc, gõ 2 là miền Trung, gõ 3 là miền Nam. Câu hỏi thứ hai đặt ra là Vũng Tàu là miền nào, ghi rõ là 1 là miền 1 hay là 2 hay là 3, được chưa? Để câu hỏi là như vậy. Và chúng ta dùng cái này chúng ta làm thử nhé. Như vậy đây là một cái dữ liệu là một cơ sở dữ liệu thôi, nhưng mà nó mô tả cái gì, mô tả cái tìm hiểu về địa lý cho học sinh tiểu học, được chưa? Câu 2 cũng được. Chúng ta cùng nhau làm thử một cái bài này nhé, một cái bài cho mà kiểm tra đơn giản thôi.
là chúng ta chỉ cô giáo hỏi học sinh là gõ số thôi. Còn chúng ta có thể mở rộng ra, không phải là gõ số mà cho hẳn gì cho trên mình hiện ra ba cái vùng miền là Bắc, Trung, Nam, học sinh gõ vào cái miền nào, nháy nháy vào miền nào thì là đúng miền đó, đúng hay là sai cô giáo sẽ thông báo. Coi như mình làm câu hỏi trắc nghiệm. Nhưng bây giờ chúng ta bài tập chúng ta làm câu hỏi đơn giản thôi nhé. Đây, chúng ta cùng nhau làm bài tập này. Bây giờ tôi nêu một cái nhé, nêu một cái mới này. Thì đầu tiên tôi sẽ cho, đầu tiên là tôi được cho là cô giáo luôn, là cô giáo đây nhé. Đây, tôi sẽ tạo ra là ba cái bảng, một cái bảng là tỉnh, một cái bảng là tỉnh nhé. Một cái bảng là tỉnh, tỉnh thành phố. Đấy, bảng bảng thứ hai, tạo bảng thứ hai. Bảng thứ hai là tức là miền đi, miền hay là ID miền được, miền đi nhé. Bảng thứ hai là bảng chỉ ghi số 1, 2, 3 thôi, miền nhé. Ok, bảng thứ ba là bảng là tên miền, tên vùng miền, tên vùng miền, được chưa? Ba cái bảng nhé. Để tôi cùng nhau, chúng ta cùng nhau ghi vào đây. Đấy. Đây là tỉnh này, đây là miền và đây là vùng miền. Miền tôi chỉ có ba miền thôi, là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tôi ghi vào đây luôn nhé. Đây, miền Bắc, miền Trung, và chúng ta có thể như vậy. Cái bộ rượu này là bộ rượu là phức tạp hơn, nó không phải có một dãy mà nó có nhiều dãy, nó có nhiều dãy số, được chưa? Đây tôi ghi ở đây nha, tôi sẽ ghi đồng thời tôi nhìn cho dễ nhé. Đây, đầu tiên này, đầu tiên là tỉnh Hà Nam này nhé. Bên này bên luôn Hà Nam sẽ là, bên này là sẽ là gì, bên này sẽ là một nhé. Ở bên này Hà Nam, ở trong đó là Nghệ An, tôi làm khoảng 10 cái đấy, tôi làm Nghệ An này, rồi là Bình Thuận này, không mà Cần Thơ này, cho nó giải rác ra này. Cần Thơ đó là Vĩnh Long này, Vĩnh Long nhé. Sau đó là Lào Cai, Lào Cai, sau đó là Thái Bình, Thái Bình, sau đó là Nha Trang, Nha Trang, sau đó là Bình Thuận. Tôi lấy ví dụ thôi nhé, tôi để cho đúng 10 cái nhé. Bình Thuận này, sau đó tôi ghi thêm là Hải Phòng. Cái thứ 10 thì cái thứ 10 là ghi là gì? Ghi là Cà Mau. Được chưa? Bên này nhé, Hà Nam là 1 này, Nghệ An là số 2 này, Cần Thơ là số 3 này, Vĩnh Long là số 3 này, Lào Cai là số 1 này, Thái Bình là số 1 này, Nha Trang là số 2 này, Bình Thuận là số 2 này, Hải Phòng là số 1 này, Cà Mau là số 3. Đấy, chúng ta thấy như vậy là cái dãy em cái mảng tỉnh và mảng miền là nó có hệ với nhau là 1:1. Được chưa? Còn cái mảng miền bằng tên vùng miền có quan hệ với nhau là gì? Quan hệ với nhau là gì? Là làm là một nhiều. Bây giờ như sau này, cô giáo sẽ ra một câu hỏi và em phải trả lời. Cô giáo hỏi là Nghệ An thuộc miền nào, em phải ghi rõ là miền Trung hay là miền Bắc hay là miền Nam. Mình ghi là, nó ghi cô giáo sẽ so sánh và kiểm tra ngay. Nếu mà ghi là miền Nghệ An mà ghi là miền Nam là sai, Nghệ An mà ghi là miền Trung là đúng, Nghệ An ghi là miền Bắc là sai. Đấy, nhớ được chưa? Một cái bài tập rất đơn giản thôi nhưng mà nó để thấy quan hệ giữa chúng là như thế nào. Thông qua cái bên này nhé, thông qua cái bên này nhé, chúng ta chú ý. Rồi, được rồi. Thì cô giáo sẽ làm bắt đầu sẽ lần lượt là sinh cái câu hỏi đó và sinh cách bài tập của tôi là mà cho sinh là bài tập là vô hạn lần nhé. Còn về nhà các bạn có thể mở rộng ra cho 10 câu hỏi thôi và cho điểm đàng hoàng, hoặc chúng ta làm trạng thái là không những là trả lời mà ta cho trả lời trắc nghiệm hiện ra các cái ô là ô miền Trung, miền Bắc, miền Nam và học sinh phải nháy vào. Được chưa? Chúng ta làm đơn giản nhất là đơn giản như này. Đầu tiên cô giáo nói là đây, cô giáo thông báo là các em chuẩn bị kiểm tra địa lý, các em chuẩn bị
kiểm tra địa lý Việt Nam nhé, địa lý Việt Nam. Và sau 2 giây thì cô giáo sẽ vào cái chức năng là sẽ đưa ra câu hỏi liên tục. Được chưa? Muốn vậy thì như sau, thì giáo viên sẽ phải sinh cách là ngẫu nhiên các cái tỉnh đó, chúng ta sẽ tạo một cái biến để tạo cái biến là dính là số tự, tức là STT là số tự các tỉnh mà cô giáo muốn tạo ra. Thì làm như sau, đầu tiên chúng ta xét cái số tự là một cái số ngẫu nhiên nhé, số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 của các chương trình của chúng ta. Từ 1 cho độ dài của A, để độ dài của A là cái này. Đây là cái ống này nhé. Độ dài của tỉnh đấy, chúng ta dùng cái lệnh là length của tỉnh nhé. Đấy. Độ dài bất kỳ này. Và cô giáo sẽ hỏi và học sinh trả lời. Cô giáo dùng lệnh là ask để hỏi này. Đấy. Cô hỏi là tỉnh Nghệ An thuộc miền nào, thuộc vùng miền nào? Đấy, anh mình trả lời là miền nào thôi nhé. Cô giáo sẽ hỏi là tỉnh này, thì tỉnh ST chúng ta cô giáo lấy như sau. Cô giáo lấy đầu tiên lấy ở cái tên của cái đây, lấy ra từ cái tên nhá, lấy item thứ mấy, cái phần tử thứ gì, phần tử thứ STT nhé, của cái tỉnh đấy. Được chưa? Cô giáo sẽ nối này. Tỉnh này là gì? Nó có nối như sau. Nó nối nhé. Tỉnh Nghệ An là thuộc miền nào? Thuộc miền nào? Đây tỉnh nhé. Tỉnh Nghệ An. Đây. Thuộc miền nào? Miền nào? Thuộc miền nào? Vào suy nghĩ em sẽ phải trả lời. Được chưa? Đấy, trả lời. Đấy. Được chưa? Cho đây này. Mà trả lời chúng ta ghi vào cái biến trả lời thì chúng ta tạo cái biến cho hay một tí nhé. Chúng ta tạo cái biến thứ hai. Cái biến này là biến ta bỏ đi này. Tạo biến thứ hai là biến gọi là biến input của học sinh nhé. Input của học sinh. Và đặt cái input này chính là cái cô trả lời đây. Đấy. Sau đó cô giáo sẽ kiểm tra thôi. Kiểm tra là cái số tự này, nhưng mà kiểm tra số này của cái miền ấy, của cái tên của cái miền ấy có bằng với cái ai không? Chúng ta qua kiểm tra như sau. Mình tiếp tục là nối nhé, nối từ cái cô giáo sẽ phải nối từ cái bảng cái dãy thứ nhất là dãy tỉnh, nối sang dãy thứ hai là dãy miền nhé, tỉnh trước này, nối sang miền và từ miền nối sang tên vùng miền. Như vậy nối ba cái này với nhau nhé, nối như sau này. Cô giáo làm như sau, cô giáo sẽ phải có một cái lệnh như này, nếu đúng thì sai nhé, nên này. Nếu như mà cái tên miền, nếu như là cái input đây. Nếu như là cái input là cái miền mà học sinh rõ vào là phải trùng với cái miền của tên miền kia, đã trùng với cái này. Đây. Nhé. Trùng với gì? Trùng với tên vùng miền là cái gì? Cái này chính là cái SCT, nhưng mà là SCT là của cái miền cơ, chúng ta phải lấy cái này ra nữa. Đây, phải lấy cái miền này và đưa cái SCT vào đây. Đây SCT là cái thứ tự của các tỉnh, đúng không nào? Làm thứ tự của tỉnh, đây tỉnh đây, chúng ta lôi sang bên miền và nối từ bên miền này sang bên tên vùng miền. Đấy, đây mới là cái tên vùng miền đúng này. Như vậy nếu input bằng cái này thì cô giáo nói đúng rồi, còn không thì nói sai rồi. Tôi cho âm thanh cho nó hay một tí nhé. Đây. Đúng rồi. Còn ở đây thì là sai rồi nhé. Sai rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ âm thanh cho đi vào cho hay nữa nhé. Đây. Không phải. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là đúng nhé. Đúng. Và thêm một cái nữa là sai này. Sai rồi. Đây.
Sai rồi. Đây là sai nhé. Rồi, bây giờ tôi chỉnh lại chỗ này nhé. Chỗ này mình gửi là sai, là sai là ở dưới nhé. Sai là ở dưới. Còn đúng thì là ở trên. Đúng đấy. Mà chỗ này ta thấy cái khó nhất là chỗ này này. Đây này. Là cái chỗ này nhé. Tạm cái câu hỏi ngẫu nhiên là gì? Câu hỏi ngẫu nhiên là lấy một số tự của cái danh sách các cái tỉnh. Và cô giáo hỏi tỉnh này tỉnh gì đó thuộc miền nào. Và khi học sinh trả lời, cô giáo sẽ phải nối từ cái tỉnh đó sang miền. Đấy, đây là miền nhé. Từ miền lại nối sang bên vùng tên vùng miền. Đó, thì mới đúng nhé. Để tôi chạy thử cho bạn xem này. Đây nhé. Đây. Kiểm tra địa lý Việt Nam nhé. Thì là ai thuộc miền nào? Tôi viết là miền Bắc. Bắc. Đúng rồi. Đấy, sang câu hỏi thứ hai nhé. Tỉnh Cà Mau, tôi viết là miền Trung, sẽ bị sai ngay. Sai rồi. Tôi viết khác đi cũng sai nhé. Viết lung tung nhé. Tôi viết là miền ABC gì đó là sai nhé. Sai rồi. Phải đúng chính xác là đúng, là gọi là đúng, như là Nha Trang là phải miền Trung. Mà cái này là cái hay của thằng này là làm là sao không phân biệt chữ Hoa chữ Thường. Tôi kể viết miền Trung tương thường vẫn ăn nhé. Không. Đúng rồi. Đấy. Thì Thái Bình thuộc miền Bắc. Miền Bắc. Đúng rồi. Đấy. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong cái một ví dụ đơn giản thôi, nhưng mà nó thực sự là liên kết giữa ba cái dãy lại với nhau. Thì đây là một cái thuật rất là hay nhé, rất là quan trọng. Khi chúng ta làm những cái phần mềm mà nó có dữ liệu nó phức tạp, nó liên hệ với nhau rất là nhiều thì bắt buộc phải dùng cái thuật như thế này. Các bạn chú ý nhé. Phần này là đây chỉ là một bài rất đơn giản thôi. Nhưng mà thực tế khi làm phần mềm nó sẽ rất là phức tạp, không giản như này đâu, nó rất phức tạp. Mà đối với những cái bài tập mà rất phức tạp và đòi hỏi phải sinh cái bộ dữ liệu là ngẫu nhiên nữa thì lại càng khó nữa. Thế cái này làm sau nhé, chúng ta sẽ trong cái phần từ hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là tới đây là kết thúc cái phần gọi là tạm thời cái phần nâng cao của lớp học chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần sau là làm những bài tập thực sự nâng cao, là các bài tập liên quan đến giải toán này. Từ buổi sau tôi sẽ trình bày các bạn những cái bài tập liên quan đến giải toán từ dễ đến khó nhé. Và chúng ta sẽ thử thiết kế một vài cái phần mềm thực sự. Cái bài này tôi sẽ ghi ra thành cái bài là gì? Kiểm tra địa lý. Nhưng mà đây chính là cái bài mà liên quan đến gì? Liên quan đến liên kết các dãy với nhau, các dãy dữ liệu ở trong SCAD với nhau nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Tới đây là kết thúc cái phần mà là phần nâng cao đấy. Chúng ta còn có 4 bài nâng cao. Bạn có hiểu không nhỉ? Có khó hiểu không? Ôi, khó hiểu thôi ạ. Cái gì các bạn hỏi lên nhóm nhé, chúng ta nghỉ ở đây thôi.